bệnh cơ thể mà nó gây ra cái rối loạn lo âu này. Bệnh nhân thì không thể kiểm soát được, biểu hiện thì vững chắc, tức là nó bền vững, nó kéo dài, mãn tính và khuếch tán dưới dạng kịch phát. Bệnh nhân rối loạn lo âu thì đặc biệt là có cái cơn hoảng sợ, thường kèm theo các cái rối loạn chức năng xã hội và có nguy cơ lạm dụng cao. Rối loạn lo âu mà đặc biệt là cơn hoảng sợ, ở đấy thường là cơn hoảng sợ kịch phát, như trước chúng ta cũng đã nói dùng cái từ là panic disorder. Về bệnh sinh thì nó có mấy cái điểm như này, cũng nói nhanh thôi. Một là giả thuyết về di truyền. Họ hàng mức độ 1 của bệnh nhân thì nguy cơ bị rối loạn lo âu lên tới 19,5%. Cấp độ 1 tức là con hoặc là anh chị em ruột. Rồi sinh đôi cùng trứng thì có nguy cơ bị rối loạn lo âu cao hơn nhiều. Cấp độ 1 thì là 19,5%, nhưng nếu mà sinh đôi cùng trứng thì cái nguy cơ rối loạn lo âu cao hơn nhiều. Tức là cái tỷ lệ nó cao hơn 19,5% rất là nhiều. Cái giả thuyết thứ hai là về catecholamine, thì cái sự tăng tiết adrenaline làm ảnh hưởng đến các cái triệu chứng lâm sàng do tích lũy axit lactic và axit béo tự do. Thì đây cũng là một cái cách giải thích về cái bệnh sinh của cái rối loạn lo âu. Rồi là giả thuyết về serotonin. Vai trò của serotonin do tác dụng chống lo âu của một số thuốc chống trầm cảm tác dụng trên thủ thể 5HT như clomipramine. Tức là người ta nói đến cái giả thuyết serotonin bởi vì là người ta thấy cái vai trò của serotonin trong cái tác dụng chống lo âu của một số thuốc chống trầm cảm mà nó tác dụng trên thủ thể 5HT như là clomipramine. Thì đây cũng là một cái thuốc chống trầm cảm. Bây giờ rối loạn lo âu có các cái biểu hiện cơ thể như thế nào? Thì chúng ta điểm qua một chút là các cái biểu hiện cơ thể của rối loạn lo âu thì nó thường thể hiện ở trên hệ thống tim mạch, gồm có các cái triệu chứng là hồi hộp, tăng huyết áp động mạch, rồi đau bỏng vùng trước tim, đau vùng trước tim, cảm thấy bỏng rát vùng trước tim, rồi là cảm giác co thắt lồng ngực. Những cái triệu chứng này làm cho người ta rất sợ rằng là người ta bị một cái bệnh lý gì đó về tim mạch, thậm chí là nguy cơ đột quỵ, nguy cơ nhồi máu cơ tim, cho nên người ta phải đi cấp cứu. Thứ hai là về dạ dày ruột thì nó có những cái biểu hiện gì? Có nôn, có cảm giác trống rỗng trong dạ dày, rồi bụng trướng, khô miệng, tăng nhu động ruột, rồi có cái cảm giác khòn cục ở cổ, tức là bệnh nhân cảm thấy là có một cái cục gì đấy ở cổ họng này, vướng víu, làm cho người ta khó nuốt. Và người ta đi soi, đi khám thì không phát hiện thấy cái hòn, cái cục nào cả. Thứ ba là về cơ quan hô hấp thì bệnh nhân có cái biểu hiện tăng nhịp thở, rồi cảm giác thiếu không khí, cảm giác khó thở. Những cái triệu chứng này, tim mạch, dạ dày, ruột, hô hấp thì đều có vẻ như là những cái triệu chứng cơ thể, nhưng mà thực tế đây hoàn toàn là do rối loạn lo âu gây ra. Thế còn cả cái triệu chứng khác là gì? Là có cái biểu hiện tăng trương lực cơ, nó làm cứng cơ, rồi run, mệt mỏi, ra mồ hôi, chóng mặt. Ra mồ hôi thì có thể là có những cái cơn mà vã mồ hôi ra như tắm, thoáng chốc rồi nó hết. Chóng mặt, đau đầu, rồi là buồn đi tiểu, rồi rét run, giãn đồng tử. Thì đấy là một số cái biểu hiện của các cái rối loạn khác, của cái rối loạn lo âu. Bây giờ chúng ta đi vào một số cái rối loạn lo âu. Trước hết là có cái cơn hoảng sợ kịch phát. Đặc điểm lâm sàng là có một cái giai đoạn hoảng sợ kịch phát với ít nhất là 4 trong số 13 cái triệu chứng cơ thể và nhận thức. Có ít nhất là 4 trong số 13. Nếu mà 3 thì là không đủ điều kiện để chúng ta nghĩ đến một cái cơn hoảng sợ kịch phát. Thì còn càng nhiều cái triệu chứng thì cái mức độ cái cơn này càng nặng. Và cái cơn này thường nó khởi phát nhanh, khởi phát đột ngột và nhanh chóng đạt đến cái cường độ tối đa.
thường là sau 10 phút hoặc là ngắn hơn. Tức là từ lúc mà bệnh nhân cảm thấy có những cái triệu chứng bất thường về tim mạch, về hô hấp, về tiêu hóa hay là cả cái triệu chứng khác đấy, cho đến cái lúc mà đạt được thì mức độ tối đa của cái cơn ấy, thì nó chỉ trong vòng 10 phút hoặc thậm chí ngắn hơn, nhanh hơn. Và nó phối hợp với cảm giác nguy hiểm hoặc đe dọa bị chết và mong muốn được thoát khỏi cái tình trạng này. Bệnh nhân cảm thấy hốt hoảng, lo sợ, cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi và mong muốn được thoát ra khỏi cái tình trạng đó. Thì chúng ta lưu ý rằng là có 13 cái triệu chứng cơ thể và nhận thức như ở trên màn hình chúng ta đang thấy: hồi hộp, ra mồ hôi, run, thở nông hoặc là bị nghẹn ở cổ này, cảm giác hụt hơi, đau hoặc khó chịu vùng trước tim, nôn hoặc là khó chịu vùng bụng, chóng mặt, giải thể nhân cách, sợ mất kiểm soát, sợ chết, gì cả, rét run hoặc là nóng bừng, là có những cái cơn rét run hoặc là cảm thấy nóng bừng người. Thì đấy là 13 cái triệu chứng cơ thể và nhận thức. Thì lúc mà bệnh nhân có ít nhất là 4 trong số 13 cái triệu chứng này, nó khởi phát nhanh, khởi phát đột ngột, nhanh chóng đạt đến tối đa. Và nó phối hợp với cảm giác nguy hiểm, đe dọa bệnh nhân là bị chết và mong muốn thoát ra khỏi cái tình trạng này, thì chúng ta nghĩ đến đây là một cái cơn hoảng sợ kịch phát. Cái này nó rất quan trọng, bởi vì như lúc nãy đã nói, rất nhiều bệnh nhân đi cấp cứu trong cái tình trạng của các cái cơn hoảng sợ kịch phát, như là người ta sợ bị bệnh tim mạch là hay gặp nhất, rồi đến các cái bệnh hô hấp, như lúc nãy chúng ta nói một số triệu chứng hô hấp, khó thở, thiếu không khí, rồi là cả cái triệu chứng ở tiêu hóa làm cho người ta hoảng hốt, sợ hãi, rồi cả cái triệu chứng khác. Cho nên là trong các cái trường hợp ấy thì chúng ta phải, một là phải khám xét lâm sàng để loại trừ cái thực tồn, mặt khác chúng ta phải tìm hiểu các cái vấn đề nó liên quan đến cái rối loạn lo âu, và ở đây là cái cơn hoảng sợ kịch phát. Thì đấy là chúng ta cần phải lưu ý là như vậy. Về cái tiêu chuẩn chẩn đoán cái cơn hoảng sợ kịch phát này theo ICD-10 thì là chúng ta thấy rằng là các cái cơn lo âu, tức là cơn lo lắng, sợ hãi trầm trọng nó xảy ra trong khoảng thời gian 1 tháng, và có những cái cơn mà nó xảy ra trong cái hoàn cảnh không có nguy hiểm về mặt khách quan, không có nguy hiểm về mặt khách quan, rồi không khu trú vào cái hoàn cảnh được biết trước hoặc là không lường trước được. Giữa các cơn, bệnh nhân thoát ra khỏi một cách tương đối các cái triệu chứng lo. Thế còn theo DSM-5 thì là nó tái phát cái cơn hoảng sợ một cách bất ngờ. Một cái cơn hoảng sợ là sự sợ hãi hoặc là khó chịu mạnh mẽ, có ít nhất một cơn trong vòng 1 tháng, với một hoặc là nhiều hơn trong 2 các cái biểu hiện sau: lo lắng dai dẳng về cả cái cơn hoảng sợ tiếp theo hoặc là hậu quả của nó. Tức là trong cơn người ta lo lắng, hoảng sợ trong một cái cơn tiếp theo, hoặc là cái hậu quả của nó có thể gây ra mất kiểm soát, chẳng hạn đau tim hoặc là phát điên. 2 là có sự thay đổi rõ ràng trong hành vi thích nghi liên quan đến cơn hoảng sợ. Người ta né tránh các cái cơn hoảng sợ như là tránh tập thể dục hay là tránh các cái tình huống không quen thuộc. Thế còn cái tiêu chuẩn C là rối loạn không phải do tác động sinh lý của một chất, tức là không phải là do lạm dụng ma túy hoặc là một cái thuốc nào đấy, hoặc là bệnh lý cơ thể khác, ví dụ như là cường giáp hay bệnh lý tim phổi. Những cái rối loạn này không phải là do các cái bệnh cơ thể, và nó không thể giải thích tốt hơn bởi một cái rối loạn tâm thần khác. Thì cái này trong tài liệu thầy cũng biết rồi, cho nên là chúng ta đọc trong tài liệu thì sẽ nói là rõ hơn. Bây giờ chúng ta sang một cái mục khác là rối loạn lo âu lan tỏa.
đặc điểm chính của cái lâm sàng rối loạn lo âu lan tỏa là nó dai dẳng, không khu trú, không nổi bật trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nó dai dẳng, không khu trú vào một cái cơ quan bộ phận nào cả, và không nổi bật trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào. Rối loạn lo âu lan tỏa là lo âu quá mức xảy ra trong ngày về một cái sự kiện hoạt động cho một cái giai đoạn nó kéo dài 6 tháng. Nó phải kéo dài 6 tháng, chứ còn nếu mà một vài tháng thì chưa đủ tiêu chuẩn về mặt thời gian để chúng ta nghĩ đến một cái rối loạn lo âu lan tỏa. Và người ta khó kiểm soát cái rối loạn lo âu của bản thân. Tức là người ta lo lắng, người ta căng thẳng mà không kiểm soát được. Cái rối loạn lo âu và những cái lo lắng nó phối hợp với ít nhất 3 trong số các cái triệu chứng thêm vào, như là mất thư giãn, bệnh nhân không thể thư giãn được, rồi dễ mệt mỏi, khó tập trung chú ý, cáu gắt, tăng trương lực cơ, tức là cả cái cơ nó co cứng, và mất ngủ. Thì những cái này thì ở người lớn thì nó đòi hỏi là 3 triệu chứng, nhưng đối với trẻ em thì người ta chỉ cần là một triệu chứng thì cũng đã đủ để chẩn đoán là rối loạn lo âu rồi. Ví dụ như là mất thư giãn, rồi dễ mệt mỏi, khó tập trung chú ý, cáu gắt, tăng trương lực cơ và mất ngủ. Thì là đấy, là chỉ cần phối hợp với một cái triệu chứng này. Về cường độ và tính chất thì là nó quá mức so với hoạt động bình thường và so với mức độ gây khiếp sợ của sự kiện. Tức là cái sự kiện nó rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà người bệnh thì lo lắng quá mức, sợ hãi quá mức, rồi khó dừng cả cái ý nghĩ lo âu, tập trung chú ý thì bị cản trở. Ở người lớn, rối loạn lo âu lan tỏa thường lo lắng về sinh hoạt hàng ngày và thói quen của cuộc sống, như là khả năng đáp ứng với công việc, tài chính, sức khỏe, các thành viên trong gia đình và con cái, hoặc các cái vấn đề nhỏ nhặt khác. Tức là người ta lo lắng về rất là nhiều cái mặt trong cái cuộc sống, những cái nó sinh hoạt hàng ngày, những cái thói quen như là đáp ứng công việc, tài chính, sức khỏe của các thành viên trong gia đình với con cái, hoặc là các vấn đề nhỏ nhặt khác, tức là lo lắng đủ mọi chuyện. Ngược lại, đối với trẻ em, lo âu lan tỏa thì có xu hướng lo lắng quá mức về cái năng lực của bản thân. Thường là các cháu là lo lắng về cái khả năng học tập của mình, khả năng làm việc của mình chẳng hạn, cái thuộc về cái năng lực của cá nhân. Tiêu chuẩn chẩn đoán ICD-10 của cái rối loạn lo âu thì nó có mấy cái tiêu chuẩn như thế này. Tiêu chuẩn A là sợ hãi hay là lo lắng về cái sự bất hạnh trong tương lai. Tương lai có thể là tương lai gần, sắp tới, cảm giác dễ cáu gắt, khó tập trung tư tưởng. Một là sợ hãi. Hai là căng thẳng vận động. Bệnh nhân bồn chồn, đứng ngồi không yên, đau đầu, run rẩy, không có khả năng thư giãn. Chúng ta đã có ai trải qua cái tình trạng bồn chồn lo lắng như thế này chưa? Ví dụ như là mình đi chơi với bạn, rồi là một người bạn bị lạc đường chẳng hạn, bây giờ chúng ta đi tìm bạn tìm không được, thì chúng ta cũng sẽ có cái tình trạng là bồn chồn lo lắng căng thẳng, không biết là bạn đi đâu, có bị làm sao không. Thế còn đối với bố mẹ thì thường là lo lắng cho con cái, vợ ở nhà, chồng đi làm thì cũng lo cho chồng, không biết là đi về dọc đường có an toàn không, có vấn đề gì không. Người ta ở trong cái trạng thái bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên. Nhưng mà đây là thậm chí không có một cái lý do gì cả, người ta cũng có cái tình trạng như vậy, chứ không phải là có lý do thật sự. Hoạt động thần kinh thực vật quá mức, như là ra mồ hôi, thì mạch nhanh, thở gấp, khó chịu vùng thượng vị, chóng mặt, khô miệng, vân vân. Một là sợ hãi, hai là căng thẳng vận động, và ba là cả cái rối loạn hoạt động thần kinh thực vật. Ra mồ hôi, mạch nhanh, thở gấp, khó chịu vùng thượng vị, chóng mặt, khô miệng, vân vân. Những cái triệu chứng mà lúc nãy chúng ta đã nói ở trên. Thế còn theo DSM-5 thì là nó có những cái gì? Tiêu chuẩn A là lo âu quá mức, hoặc là lo lắng xảy ra nhiều ngày, không ít hơn 6 tháng.
và nó tập trung vào một số sự kiện hoặc là hoạt động công việc hoặc là học tập. Người bệnh khó kiểm soát được lo âu. B là người bệnh khó kiểm soát được lo âu. C là lo âu được phối hợp với ít nhất 3 trong số 6 tiêu chuẩn sau và kéo dài ít nhất 6 tháng. Và ở trẻ em thì không cần đến 3 mà chỉ cần 1 thôi. Thì những cái này thì trên chúng ta cũng đã nói rồi, mất thư giãn hoặc là cảm giác kích động, bực bội này, dễ bị mệt mỏi này, khó tập trung chú ý hoặc là trí nhớ trống rỗng, dễ cáu gắt, tăng trương lực cơ, rối loạn giấc ngủ, như là khó vào giấc ngủ, khó giữ giấc ngủ, khó chịu khi thức giấc, vân vân. Cái tiêu chuẩn D của cái DSM-5 là gì? Rối loạn lo âu hoặc cả cái triệu chứng cơ thể là nguyên nhân dẫn đến các cái khó chịu, nó suy giảm chức năng xã hội, tức là không đảm ứng được cả cái chức năng xã hội, nghề nghiệp hoặc là cả cái chức năng quan trọng khác, tức là người ta không thể hòa nhập được với cộng đồng, với công việc, cả cái chức năng xã hội, nghề nghiệp nó đều bị giảm sút. Và cái rối loạn này thì nó cũng không phải là do hậu quả của một chất hoặc là một cái bệnh lý cơ thể. Và rối loạn lo âu không phải là các cái rối loạn tâm thần khác. Thì nói chung là hai cái bản tiêu chuẩn chẩn đoán của DSM-5 và ICD-10 thì nó cũng gần gần giống nhau, cách diễn đạt nó khác nhau một chút thôi, thì chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy những cái vấn đề đó. Bây giờ chúng ta tìm hiểu một cái rối loạn lo âu là do cái bệnh thực tổn. Đặc điểm rối loạn lo âu do bệnh thực tổn là các cái triệu chứng lo âu do hậu quả của bệnh thực tổn. Thì cái này thì trong thực tế chúng ta chắc cũng đã gặp nhiều rồi. Các cái bệnh thực tổn có thể là nguyên nhân gây rối loạn lo âu là bệnh nội tiết, bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa, bệnh thần kinh. Và chúng ta còn thấy có những cái bệnh gì nữa. Bệnh gì mà chúng ta đang 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 gặp nhiều. Chỗ này chúng ta dừng lại một chút. Nào các em, bây giờ cho thầy biết là bây giờ những cái bệnh gì, những cái bệnh thực tổn nào mà có thể gây ra rối loạn lo âu? Covid rồi. Đúng rồi, COVID. Thế thì COVID là loại bệnh gì? Về hô COVID thì người ta nói là hô hấp, nhưng mà thực tế ra là bây giờ người ta nói khác rồi, không phải chỉ là riêng hô hấp. Nó là bệnh gì? Trần Thị Mỹ Lệ. Thì thuộc cái nhóm bệnh gì? Dạ thầy em chưa nghĩ ra. Sao em? Dạ em chưa nghĩ ra. Đấy là một cái bệnh truyền nhiễm. Đó. Cái bệnh truyền nhiễm. Bệnh virus, bệnh vi khuẩn gì đấy chẳng hạn. Hôm trước chúng ta đã nói đến các cái bệnh nhiễm khuẩn rồi. Một cái rối loạn tâm thần do nhiễm khuẩn thì nó cũng có nhiều cái biểu hiện, trong đây có biểu hiện rối loạn lo âu, rất là nhiều cái loại bệnh, không riêng gì là bệnh COVID. COVID là một cái bệnh nhiễm virus, là một cái dịch, đại dịch, và bây giờ thì người ta đang có xu hướng là coi nó như là một cái bệnh đặc hữu hay là một cái bệnh lưu truyền, lưu hành. Thế thì là cái rối loạn lo âu ở đây là nó có những cái đặc điểm gì? Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Mạnh. Cái rối loạn lo âu ở cái bệnh COVID ấy, cái này nó đang liên quan nhiều đến chúng ta, cho nên thầy muốn dừng lại để nói một chút. Thầy là bệnh mình rối loạn đến đến tâm mình, thầy hỏi lại đâu thầy, Sao rồi em? ý là thầy có thể hỏi lại cho em cái câu hỏi đâu em nghe không rõ.
Tức là tại sao cái bệnh COVID này nó lại gây ra cái lo âu? Dạ, thưa thầy, cái bệnh COVID này nó là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Hồi xưa thì nó rất nguy hiểm, như chẳng hạn như là năm 20 mình phát hiện được từ năm 2019 ấy, thì cái bệnh đấy, cái thể đấy hồi đó thì cứ bị là hay thường thường là cứ ca nào bị là ca đó bị tử vong ấy thầy. Nên là dân với lại chưa có đợt đó chưa có vaccine phòng chống, nên là lúc đó là rất chi là hoảng sợ. Một tức là do cái vấn đề bệnh nó nặng trầm trọng, phải là bị cá nào là cá ấy chết, nói thế là không đúng. Tỷ lệ tử vong khoảng 10% thôi, như thế đã là cao lắm rồi. Thế không phải là bị cá nào cá ấy chết. Bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao. Cho nên cái đấy nếu mà nói như thế thì cái người bị thì người ta lo lắng bởi vì mắc bệnh. Nhưng mà những cái người không mắc bệnh cũng bị rối loạn, cũng bị lo âu. Thì đấy là cái căn nguyên gì? Đấy là yếu tố tâm lý. Còn những cái yếu tố gì nữa? Đinh Thị Minh. Dạ có em thầy. Thì là anh Mạnh vừa nói rồi, là do bệnh nặng này, rồi tỷ lệ tử vong cao này làm cho người ta lo lắng, người ta sợ hãi. Thế thì còn có yếu tố gì nó gây ra cái lo âu ở đây nữa không? Dạ em chưa nghĩ ra thầy ơi. Rồi rồi. Chiều Mỹ Ngọc. Thầy giùm đặt câu hỏi, bên em nghe tiếng nhỏ, tiếng tự tiếng không á thầy. Thầy hỏi là cái bệnh COVID ấy, mà người ta gặp một cái tỷ lệ lo âu ở những cái bệnh nhân mắc bệnh COVID rất là cao. Thế thì thầy muốn hỏi là những cái yếu tố nào, những cái nguyên nhân nào gây ra cái rối loạn lo âu ở bệnh nhân COVID? Thế thì anh Mạnh vừa nói là do cái bệnh này nặng này, là một cái bệnh truyền nhiễm nhóm A này, tỷ lệ tử vong cao làm cho người ta lo lắng sợ hãi. Thì đấy là một rồi, thế còn cái yếu tố nào mà làm cho người ta có cái lo lâu nữa không? Em nghĩ thì người bệnh sợ rằng cái sau khi khỏi bệnh người có bị mắc bệnh gì, biến chứng gì nữa hay không? Giống như có bị... tức là lo lắng về cái hậu quả của bệnh rồi. Dạ. Còn gì nữa? Hậu quả của bệnh. Còn yếu tố gì nữa? Đỗ Thị Thảo Nguyên. Dạ thưa thầy có em ạ. Thưa thầy em nghĩ là sợ lây cho gia đình, với cả khi mà bị bệnh thì người đó không đi làm được, nên về kinh tế thì giảm sút nên người ta sẽ lo lắng hơn. Đấy cũng là một yếu tố thuộc về căn nguyên tâm lý rất là đúng. Còn yếu tố gì nữa? Còn cái gì nữa? Có thể nào nó trầm cảm không thầy? Không, trầm cảm là rối loạn trầm cảm. Đang hỏi cái nguyên nhân gì gây ra cái rối loạn lo âu và thậm chí cả rối loạn trầm cảm nữa. Anh Nhân. Dạ thưa thầy, là em nghĩ là có thể là do cái trong quá trình mắc bệnh virus này nó sẽ gây cái hiện tượng là sương mờ não, nên những cái biến chứng hiện tại chưa có thuốc điều trị và những cái nguy cơ thì nó chưa được đánh giá đầy đủ và chưa rõ ràng, làm cho người bệnh càng lo lắng hơn. Đó cũng vẫn là yếu tố là căn nguyên tâm lý. Cái chính ở đây anh nói cũng được gần đến rồi, tức là do cái tổn thương của các cái cơ quan bộ phận cơ thể mà đặc biệt là não. Loạn thân thực tổn, trầm cảm thực tổn, lo âu thực tổn, tức là nó có tổn thương cơ thể, mà đặc biệt ở đây thì nó có tổn thương não. Cho nên cái loạn thân, cái lo âu này người ta gọi là lo âu thực tổn.
nó do tổn thương ở não, do tổn thương các cái bộ phận của cơ thể, đặc biệt là não, nó dẫn đến có cái rối loạn lo âu và các cái rối loạn khác. Thế còn cả cái yếu tố tâm lý là nó cộng thêm vào. Ví dụ như người ta nói rằng là nếu mà cả cái yếu tố lúc này các em nói thì đều đúng cả, đều đầy đủ rồi, nhưng mà cái mức độ của cái bệnh COVID càng nặng, rồi là bệnh nhân phải thở máy, đặt nội khí quản, thì cả cái hậu quả về sau về mặt tâm thần thì nó lại càng nhiều, càng nặng nề. Các cái rối loạn thường gặp không chỉ là lo âu, không chỉ là trầm cảm, mà còn có rối loạn stress sau sang chấn. Rồi như hôm trước đã nói là nó còn có cả sa sút trí tuệ. Sa sút trí tuệ là nó cũng có nhiều yếu tố. Một là do nó tổn thương não thì nó dẫn đến sa sút trí tuệ. Thứ hai nữa là nó, cái tổn thương não đấy là do virus, nhưng mà cũng có thể là cái tổn thương là do thiếu oxy. Vì chúng ta biết rằng là virus nó đánh vào phổi, nó làm cho bệnh nhân là khó thở, SpO2 giảm xuống, não thiếu oxy, thì nó có thể gây ra tổn thương não và dẫn đến cái sa sút trí tuệ. Thế rồi là cả cái rối loạn khác rất là thường gặp, ví dụ như là chán ăn, ví dụ như rối loạn giấc ngủ, rồi cả cái rối loạn khác rất là nhiều. Thì cái đấy hiện nay chúng ta đang gặp. Đây là đang nói về cái bệnh COVID, nhưng mà các cái bệnh khác thì chúng ta cũng thấy là nó có những cái điểm nó tương tự như vậy. Trong cái bệnh loạn thần nhiễm khuẩn mà chúng ta đã bàn hôm trước thì đã nói về những cái này rồi. Hôm nay thầy muốn dừng lại ở đấy một chút để bàn lại, để các em nhớ lại. Trong thực tế chúng ta sẽ gặp rất là nhiều người bệnh. Bây giờ chúng ta thấy là thống kê chính thức của Bộ Y tế đã khoảng 10 triệu người bị COVID rồi. Mà cái hậu quả của nó thì người ta nói là 20-30%. Những cái người đã từng bị COVID thì là sẽ có các cái triệu chứng hậu COVID. Trong đó sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần mà chúng ta đang quan tâm. Cho nên thầy muốn nhắc lại để chúng ta ôn lại một chút. Sau này về phải đọc tài liệu nhiều. Nhưng ví dụ như hôm qua thầy nói rồi, nhưng hôm nay hỏi kiểm tra lại thì mọi người cũng chưa nhớ chẳng hạn. Cho nên là nói đi nói lại mất thời gian một chút, nhưng mà chắc là vẫn có giá trị nào đấy. Nhưng mà các em cố gắng đọc, cố gắng học. Còn không thì cũng phải là vấn đề gì cũng nói đến được. Học đại học là chúng ta tự học là chính. Nên có những cái vấn đề mà thầy nói rồi là nói một lần thì chúng ta phải ghi nhớ. Có ai hỏi gì về những cái này không? Có ai hỏi gì không? Thế thì chúng ta tạm dừng ở đây. Và xin mời thầy Đại cho kiểm tra cái câu hỏi giữa giờ ạ. Xin mời thầy Đại ạ. Dạ. Các bạn quá. Các em nhìn thấy màn hình chưa? Được thấy rồi. Thấy rồi à? Rồi rồi, cảm ơn các em. Bây giờ chúng ta đến cái phần này là phản ứng với stress và rối loạn sự thích ứng. Thế thì đấy, cái trước đây thì người ta gọi là loạn thần phản ứng hoặc là loạn thần căn nguyên tâm lý. Bây giờ cái này người ta xếp vào cái chương là cả cái rối loạn liên quan stress. Từ stress là được sử dụng rộng rãi hàng ngày. Bây giờ chúng ta nghe cái stress nhiều lắm. Cái này thì là một cái khái niệm lúc đầu người ta sử dụng trong vật lý là để chỉ một cái áp lực nó nén xuống một cái mặt phẳng nào đấy, tạo ra một cái sức ép. Thế sau này thì người ta sử dụng rộng rãi trong cái sinh lý học, rồi trong các cái ngành khác, đặc biệt là trong tâm thần học, một cái stress. Đôi khi nó được dùng để chỉ một cái nguyên nhân, một cái tác nhân kích thích. Ví dụ như chúng ta vẫn hay nói đến là stress quá, thì đó là cái gì? Ví dụ như là thi trượt, ví dụ như là bị mất tiền, ví dụ như là gặp những cái chuyện gì rất là khủng khiếp, như ra đường chứng kiến các cái tai nạn giao thông chẳng hạn. Thì đấy là một cái nguyên nhân, một cái tác nhân kích thích. Theo cái tác giả đầu tiên mà đưa ra cái khái niệm stress là Hans Selye, thì stress là cái mối tương tác giữa kích thích và phản ứng của cơ thể. Là cái mối tương tác giữa kích thích và phản ứng của cơ thể.
cái phản ứng stress nó trở thành bệnh lý khi tình huống stress hoặc là bất ngờ, hoặc là quá dữ dội, hoặc là quen thuộc. Tức là nó quá bất ngờ hoặc là quá dữ dội, vượt quá cái khả năng chịu đựng của cơ thể, hoặc là nó quen thuộc nhưng mà nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều. Và đấy là những cái rối loạn hoạt động tâm thần, tức là cái rối loạn stress ấy, là những cái rối loạn hoạt động tâm thần và chức năng tâm lý do các cái chấn thương tâm lý khác nhau gây ra. Hôm trước thì chúng ta cũng đã điểm qua những cái căn nguyên tâm lý rất là nhiều, hay là người ta gọi đấy là những cái yếu tố môi trường. Rất là nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày, những cái mâu thuẫn trong gia đình, rồi là trong cơ quan, trong cuộc sống hàng ngày, rồi là những cái khó khăn trong công việc, mất tiền, rồi thất tình, ly hôn, ly thân, rồi là những cái lo lắng, sợ hãi, hoảng hốt trong chiến tranh. Ví dụ như bây giờ người dân ở các cái vùng đang bị bắn tên lửa, ném bom chẳng hạn ở Kiev ấy, thủ đô Kiev của Ukraine, rồi một số thành phố, ví dụ như là Mikropol chẳng hạn, thì là những cái chỗ rất là dữ dội. Đấy là những cái stress rất là kinh khủng. Rồi là những cái người lính ở trong chiến trận cũng thế, nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên đấy là những stress rất là lớn, dữ dội. Hoặc là có những cái bất ngờ, ví dụ như là bão tố chẳng hạn, rồi là những cái vụ cháy nổ, rồi sóng thần, động đất, núi lửa, thì là những cái nó rất là bất ngờ, nó có thể ập đến làm cho người ta bị stress. Hay là những cái vụ 11 tháng 9 mà máy bay của cái bọn khủng bố nó đâm qua cái tòa tháp đôi của Mỹ chẳng hạn, rất là bất ngờ, gây ra một cái sự một cái tình huống rất là ghê gớm, khủng khiếp. Và cái này thì nó gặp ở mọi lứa tuổi, từ bé cho đến người già. Cái tỷ lệ rối loạn stress cấp của trong nhân dân thì nó phụ thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng và cái ngưỡng chịu đựng của người bệnh với chấn thương tâm lý. Nó phụ thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng của cái tác nhân stress và cái ngưỡng chịu đựng của người bệnh với cái chấn thương đó. Tức là cái mức độ càng nặng thì cái độ nguy hiểm nó càng cao, thì cái nguy cơ rối loạn nó càng lớn. Thứ hai nữa là cái mức độ chịu đựng của từng người khác nhau. Cùng với một cái sang chấn như thế, nhưng mà người này thì có vấn đề, những người khác thì lại không làm sao cả. Nó phụ thuộc vào cái cá nhân, phụ thuộc vào cá thể, phụ thuộc vào cái sức đề kháng về mặt tâm thần. Nó khác nhau, cho nên là cái phản ứng nó cũng khác nhau. Đầu tiên là chúng ta đi vào cái phản ứng stress cấp. Trong cả cái phản ứng stress và cả cái rối loạn sự thích ứng thì là có ba cái mức độ, hay là có ba cái kiểu rối loạn. Một là phản ứng stress cấp, hai là rối loạn stress sau sang chấn, và thứ ba là rối loạn sự thích ứng. Thế thì chúng ta đi vào cái mục thứ nhất là phản ứng stress cấp. Thì đây là một cái trạng thái cấp tính của stress, được đặc trưng bởi một cái rối loạn tâm thần nhất thời. Cái này nó chỉ là nhất thời thôi, rất là trầm trọng và phát triển ở một cá nhân đáp ứng lại stress với một cái thể chất căng thẳng, hoặc là một cái trạng thái tâm thần đặc biệt và mất đi trong vòng vài giờ hoặc là vài ngày. Phản ứng stress cấp thì nó xuất hiện đột ngột và nó mất đi trong vòng vài giờ hoặc là vài ngày. Cả cái nguyên nhân và cả cái yếu tố phụ trợ, thì cái nguyên nhân là như thế nào? Thì cái này chúng ta cũng nhắc lại thôi. Ví dụ những người thân chết, đặc biệt là những cái người mà chết đột ngột, thì làm cho người thân, những cái người sống ấy, là bị stress cấp tính. Rồi là cả cái thảm họa đồng đất, núi lửa, sóng thần, vân vân.
rồi là những cái hoàn cảnh mà làm đảo lộn tình cảm sâu sắc, rồi trong những cái môi trường, trong những cái hoàn cảnh, những cái tình huống mà tính mạng của cái con người bị đe dọa, tức là bản thân cái con người đó bị đe dọa, hoặc là cái nền tảng chính trị bị đe dọa, không chỉ là cái sinh mệnh, cái đời sống, mà cả cái sinh mệnh chính trị bị đe dọa, thì người ta cũng có thể là dẫn đến một cái tình trạng phản ứng stress cấp. Thứ hai là cái stress nó kéo dài, thường là ít gặp nhưng mà có thể gặp stress kéo dài khi các cái yếu tố tác động như sau. Một là mâu thuẫn kéo dài, vợ chồng mâu thuẫn với nhau kéo dài, rồi là những cái người làm cùng cơ quan với nhau mâu thuẫn kéo dài, làm cho nó căng thẳng trong công việc, trong cuộc sống, hay là những cái người bị cầm tù, bị bao vây trong chiến tranh, những cái người bị cầm tù hoặc là bị bao vây trong chiến tranh thì là cái stress nó kéo dài. Rồi cả cái yếu tố phụ trợ thì là gồm có những cái gì? Ví dụ như là hệ thần kinh bị suy yếu sẵn trước khi bị stress, tức là một cái hệ thần kinh nó yếu, cái khả năng chịu đựng nó kém. Rồi là những cái người ở trong các cái thời kỳ, ví dụ như là dậy thì hoặc là tiền mãn kinh, thì là cũng có những cái khủng hoảng và cũng dễ bị tác động stress. Rồi là nhân cách dễ phản ứng, nhân cách dễ phản ứng, rồi sức đề kháng về tâm thần yếu và cơ thể bị suy nhược, thì đấy là các cái yếu tố mà chúng ta lưu ý stress kéo dài hoặc là cái yếu tố phụ trợ. Bây giờ chúng ta sang cái mục là lâm sàng, thì cái này nó xuất hiện ngay sau cái sang chấn thương mạnh, và người ta phản ứng bằng cách là thay đổi từ kích động sang bất động trong một cái thời gian ngắn, kèm theo cái tình trạng rối loạn thần kinh thực vật, thời gian từ vài phút cho đến vài ngày, có thể thay đổi từ kích động phản ứng hoặc là bất động như là từ hải chết đứng, kèm theo đó là cái tình trạng rối loạn thần kinh thực vật và thời gian nó kéo dài từ vài phút đến vài ngày. Nó có một số cái thể như sau. Thứ nhất là cái thể bất động, giữ nguyên tư thế, bệnh nhân không thể cử động được, không nói mặc dù là nguy hiểm đến rất là gần, tức là người ta đứng yên. Nhiều người là há hốc mồm không nói được mặc dù là cái nguy hiểm nó đang đến gần, mất cái khả năng là tự bảo vệ bằng cách là bỏ chạy hoặc là như thế nào đấy, bệnh nhân bất động, không thể cử động được, mất cái phản ứng cảm xúc, rồi cái khả năng đáp ứng với ngoại cảnh cũng bị giảm sút, ý thức thì thu hẹp, tức là lúc này không hoàn toàn tỉnh táo, rồi rối loạn chú ý và định hướng, cái chú ý nó cũng giảm đi, rồi năng lực định hướng nó cũng bị rối loạn. Thì đấy là trong cái tình trạng bất động, và nó có thể kéo dài từ 2-3 ngày, kéo dài từ vài giờ cho đến 2-3 ngày. Sau đó là cái giai đoạn hồi phục, nó biểu hiện bằng một cái tình trạng suy nhược và mất trí nhớ. Thì cái này là chúng ta thỉnh thoảng vẫn gặp. Rồi là tình thể kích động, thì là có hưng phấn vận động và ngôn ngữ đột ngột la hét bỏ chạy, tức là nó vừa hưng phấn vận động vừa hưng phấn ngôn ngữ, cho nên là la hét bỏ chạy và có nhiều cái hành động vô nghĩa, ý thức thì thu hẹp, rối loạn định hướng và chú ý, nên nó cũng giống như trên, ở đây nó chỉ khác là kích động tâm lý vận động, la hét hay là ngôn ngữ vận động. Cơn xảy ra rất nhanh, từ vài phút cho đến vài chục phút sau cơn là tình trạng quên và suy sụp,
nó có vẻ như là nặng nề hơn so với cái thể bất động một chút, suy sụp. Ở trên thì là suy nhược và mất nhớ. Trước đây thầy gặp một trường hợp là có một cái anh bộ đội, anh đi lạc một cái bãi mìn, thế là người ta hô anh là dừng lại và quay lại, vì là anh đã đi vào cái bãi mìn của Trung Quốc. Thế là anh không dừng, anh cũng không quay lại, mà anh lại chạy thẳng, mà máy mà cũng không bị mìn, quả mìn nào nó nổ. Còn rối loạn thần kinh thực vật thì bao giờ cũng có, cả cái tình trạng bất động hoặc là kích động thì đều có rối loạn thần kinh thực vật đi kèm. Bệnh nhân vã mồ hôi, mạch nhanh, co cứng cơ, đái dầm, tức là đái ra quần, hoảng sợ quá. Thì đấy là một số cái biểu hiện lâm sàng của cái trạng thái phản ứng stress cấp. Bây giờ chúng ta đi sang cái phần chẩn đoán thì như thế nào? Thì là nó phải xuất hiện ngay hoặc là một cái thời gian ngắn sau stress. Thì đây là những cái stress mạnh và bất ngờ thì nó mới như thế. Còn những cái mà nó trường diễn thì là về mặt thời gian thì chúng ta cũng thấy là khó nói. Có stress mạnh, đột ngột, vượt qua mức chịu đựng, hay là một stress kéo dài, bệnh nhân không chống đỡ nổi. Người ta không thể chịu đựng được, không thể chống đỡ nổi, thì nó sẽ xuất hiện bệnh. Nội dung của cả cái triệu chứng loạn thần, nó có liên quan trực tiếp và phản ánh sâu sắc nội dung của stress. Tức là cả cái triệu chứng đó nó phản ánh cái nguyên nhân gây ra cái rối loạn của bệnh nhân. Như là nó cái nội dung đấy là nó sợ hãi sóng thần, hay sợ hãi động đất, hay núi lửa, hay là các cái vụ tai nạn giao thông, hay là những cái mâu thuẫn, hay là những cái mất mát gì đấy, người hay là của. Và đặc biệt là trước đó đã có lần phản ứng nhẹ với stress, hoặc là có yếu tố thuận lợi thúc đẩy cho cái bệnh phát sinh, ví dụ như cơ thể suy yếu rồi tuổi già, hay là như trên chúng ta nói là một cái số thời kỳ chẳng hạn. Và cái này lúc mà điều trị đúng ấy, thì là thường là bệnh khỏi nhanh và hoàn toàn. Tình trạng trầm trọng như thế nhưng mà có thể khỏi nhanh và khỏi hoàn toàn. Bây giờ chúng ta đi vào cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Thì là theo ICD-10 phải có mối liên quan trực tiếp và rõ rệt giữa các cái nhân tố gây stress, đặc biệt là sự khởi đầu và cái triệu chứng xuất hiện tức thì hoặc là trong thời gian vài phút, đồng thời với các cái triệu chứng nó xuất hiện nhanh, sớm, và đồng thời với các cái triệu chứng A là thể hiện một cái bệnh cảnh hay là một thay đổi và pha trộn thêm vào cái trạng thái sửng sốt ban đầu, thì có thể thấy cái rối loạn trầm cảm, lo âu, giận dữ, thất vọng, hoạt động quá mức và rút lui nhưng không triệu chứng nào chiếm ưu thế. Tức là có các cái rối loạn đấy nhưng mà không có triệu chứng nào chiếm ưu thế. Rồi là nó tan biến nhanh, nhiều nhất là trong vài giờ, trong những cái trường hợp có thể rút khỏi cái môi trường sang chấn, và các cái triệu chứng nó thuyên giảm trong vòng 24 đến 48 giờ và chậm nhất là sau 3 ngày. Nó tan biến nhanh trong vài giờ, hoặc là nó thuyên giảm trong vòng 24 đến 48 giờ và chậm nhất là 3 ngày. Thì đấy là cái tiêu chuẩn của ICD-10, người ta nói như vậy. Về điều trị thì chúng ta cách ly khỏi cái môi trường gây stress rất là quan trọng. Cách ly khỏi cái môi trường, làm sao để những người ta không cảm thấy là cái nguy hiểm nó đang còn ở gần bệnh nhân, nó có thể gây ra cái tổn hại cho bệnh nhân. Rồi là bệnh nhân cần được động viên hỗ trợ tâm lý, cần động viên hỗ trợ tâm lý. Rồi loại trừ những nhân tố thúc đẩy rối loạn stress, để tăng cường sức đề kháng của cơ thể và có thể sử dụng thuốc bình thần trong thời gian ngắn. Bình thần hôm trước chúng ta nói rồi, đó là các cái thuốc
cái nhóm tranquilizant hay là các cái thuốc giải lo âu ấy, như là Cerusen, như là diazepam, như là lorazepam vân vân, rất là nhiều cái thuốc. Bây giờ trên thị trường nó có những cái thuốc ví dụ như Stresam chẳng hạn, Grandacin chẳng hạn và nhiều cái thuốc khác ở cái nhóm này, thì chúng ta có thể lựa chọn cái gì cũng có thể được, cái gì cũng có thể có tác dụng đối với bệnh nhân. Thế rồi là nếu mà trường hợp nó có trầm cảm thì chúng ta cũng có thể kết hợp một số thuốc chống trầm cảm, nhưng mà không cần phải sử dụng thời gian dài, sử dụng ngắn thôi. Nó đáp ứng là chúng ta có thể dừng thuốc, dừng điều trị. Thì đấy là cái phần thứ nhất là giới thiệu nhanh về cái rối loạn phản ứng stress cấp. Bây giờ thứ hai chúng ta sang cái rối loạn stress sau sang chấn. Rối loạn stress sau sang chấn tức là post traumatic stress disorder PTSD. Post traumatic stress disorder. Thì cái từ PTSD này nó là được quốc tế hóa rồi, cho nên lúc nào chúng ta đọc ở cái tài liệu tâm thần mà thấy người ta viết PTSD thì tức là ở đây là rối loạn stress sau sang chấn. Là cả cái rối loạn phát sinh như một cái đáp ứng trì hoãn sau chấn thương tâm lý. Lúc này chúng ta nói là phản ứng stress cấp là nó tức thì. Nhưng mà cái này thì nó có cái tính chất trì hoãn. Những cái vấn đề nó có tính chất đe dọa hoặc là thảm họa đặc biệt và có thể gây đau khổ tràn lan cho bất cứ ai. Và nó xuất hiện từ vài tuần đến vài tháng. Tối đa là dưới 6 tháng sau stress. Tức là có một cái sự kiện gì nó xảy ra ngày hôm nay, thì trong vòng vài tuần hoặc là vài tháng sau nó có những cái rối loạn. Và tối đa không quá 6 tháng kể từ cái ngày mà có cái sự kiện nó xảy ra. Và nó có thể tiến triển thuận lợi, khỏi bệnh hoặc là tái phát, tăng hoặc giảm bệnh. Và một số ít thì có thể kéo dài và để lại những cái biến đổi nhân cách. Và đối với cái rối loạn này thì là cái đặc điểm nhân cách có vai trò lớn trong phát sinh và tiến triển của bệnh. Cái nhân cách. Cho nên là từ bé đã phải rèn luyện cái nhân cách làm sao mà cân bằng, mạnh mẽ để chống lại các stress. Có cái sức đề kháng về mặt tâm thần thì là nó sẽ đỡ cái việc phát sinh ra cái bệnh lý như thế này. Bây giờ chúng ta sang cái phần lâm sàng. Thì lâm sàng của các cái rối loạn này nó phải liên quan với yếu tố chấn thương tâm lý quá mạnh, tác động trực tiếp tới người bệnh như là gì? Đe dọa tính mạng hoặc là gây thương tích cho người bệnh. Tức là những cái tác động đấy là nó do nó những cái sự kiện mà nó đe dọa đến tính mạng hoặc là gây thương tích cho người bệnh. Rồi là những cái người mà chứng kiến các sự kiện chết chóc và vết thương đe dọa tính mạng người khác. Chứng kiến thôi. Như chúng ta nói là ra đường chứng kiến các cái vụ tai nạn giao thông chẳng hạn. Và những cái vết thương rất là nguy hiểm của người khác. Rồi là những cái bạo lực gây chết người và tổn hại nghiêm trọng. Rồi là đe dọa tính mạng hoặc là cái vết thương của một thành viên trong gia đình hoặc là của một người thân. Đối với trẻ em thì là cả cái sự kiện gây sợ hãi mãnh liệt, mất cái sự giúp đỡ, rồi là bị lạm dụng tình dục. Đa dạng tùy từng người. Đa dạng ở đấy là cái gì? Đa dạng là cái lâm sàng của cái rối loạn này. Nó tùy ở từng người, tùy ở từng cái nguyên nhân. Mà nó có những cái biểu hiện như thế nào? Người ta có... Những cái mảnh hồi tưởng, tức là nhớ lại miễn cưỡng hoàn cảnh. Cái sang chấn nó lặp đi lặp lại, tức là người ta luôn luôn nhớ lại cái sự kiện, cái sang chấn. Như là mất tiền, mất của, mất người thân chẳng hạn, chứng kiến những cái sự việc nguy hiểm. Vân vân. Nó cứ nhắc đi nhắc lại trong cái tâm trí của người bệnh. Và người ta nói
nhớ lại một cách miễn cưỡng, tức là người ta rất lo sợ nhớ lại nhưng mà nó bị miễn cưỡng nhớ lại. Người ta nói đấy là những cái giấc mơ thức hoặc là cái giấc mơ ngủ, mơ thức hoặc là mơ ngủ, sống lại cái cơn ác mộng trên nền tảng là tê cóng và sự cùn mòn cảm xúc, xa lánh mọi người, mất thích thú, né tránh hoàn cảnh gợi lại chấn thương, tức là người ta tránh cái hoàn cảnh mà nó có thể gợi lại cái chấn thương, không muốn gặp lại cái người đã phản bội mình chẳng hạn, tránh cái hoàn cảnh gợi lại cái chấn thương và không đáp ứng với cái môi trường xung quanh. Cái mảnh hồi tưởng này là cái triệu chứng điển hình của rối loạn stress sau sang chấn. Cái mảnh hồi tưởng là cái biểu hiện điển hình của cái rối loạn stress sau sang chấn. Đây là bệnh nhân có cái biểu hiện tư duy chậm hoặc là ứ động, tập trung vào tình huống gây sang chấn, đôi khi xuất hiện ý tưởng từ tội bị hại hoặc là ý tưởng tự sát. Có thể có những cơn hoảng sợ tấn công do đột ngột nhớ lại hoặc là diễn lại hoàn cảnh sang chấn. Có thể là bệnh nhân hoảng sợ tấn công vào ai đó do nhớ lại hoặc là diễn lại hoàn cảnh sang chấn. Cảm xúc thì đa cảm, mất hứng thú, có thể có các cái triệu chứng trầm cảm và lo âu kết hợp. Rồi mất cân bằng thần kinh thực vật như tăng cảm giác hay giật mình, mất ngủ. Và trong cái trạng thái như thế này thì dễ sa vào cái việc nghiện rượu hoặc là chất ma túy. Hôm trước chúng ta cũng nói rồi, một trong các cái nguyên nhân sử dụng chất kích thích là trầm cảm, là lo âu, là rối loạn stress sau sang chấn, vân vân. Các cái triệu chứng này nó sẽ bình phục dần, một số trường hợp tiến triển mãn tính qua nhiều năm và làm biến đổi nhân cách. Thì đấy là chúng ta lưu ý như vậy, cái biểu hiện lâm sàng của nó. Về chẩn đoán thì chúng ta dựa vào các cái đặc điểm chính như sau. Chẩn đoán dựa vào các cái đặc điểm chính sau. Một là có yếu tố stress trong khoảng thời gian 6 tháng. Có những cái chuyện nó xảy ra cách đây mấy tháng rồi bây giờ nó mới gây rối loạn. Rồi có triệu chứng điển hình là mảnh hồi tưởng về stress, cảm xúc thờ ơ rõ rệt, tê liệt cảm xúc và né tránh các cái kích thích có thể khuấy động hồi tưởng sang chấn. Các cái rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn hành vi, rối loạn khí sắc đều đóng vai trò trong chẩn đoán nhưng không phải là quan trọng nhất. Thì chúng ta lưu ý về cái chẩn đoán thì có một số điểm như vậy. Về điều trị thì liệu pháp tâm lý là rất quan trọng. Ở đây là nhắc lại một chút là chẩn đoán theo cái tiêu chuẩn của ICD-10 thì không được chẩn đoán là PTSD khi chưa có bằng chứng xảy ra trong vòng 6 tháng do một cái sang chấn đặc biệt trầm trọng, và một cái chẩn đoán có khả năng vẫn có thể được duy trì giữa sự kiện sang chấn và khởi đầu của bệnh kéo dài hơn 6 tháng. Tức là cái này vẫn có thể có nhưng mà nói chung là rất là hiếm. Thêm vào bằng chứng có sang chấn phải có hồi ức bắt buộc và lặp lại hoặc là tái lại, cảm xúc thờ ơ rõ rệt, tê liệt cảm xúc và né tránh các kích thích, các rối loạn thần kinh thực vật, khí sắc và những cái bất thường về hành vi, rồi di chứng muộn mãn tính của stress biểu hiện nhiều thập kỷ sau. Ví dụ như là cái hội chứng rối loạn stress sau cái chiến tranh Việt Nam hay là sau cái chiến tranh vùng Vịnh chẳng hạn, thì là nó kéo dài rất dài, thì là chúng ta lưu ý như vậy. Về điều trị, liệu pháp tâm lý là rất quan trọng, cần phải cô lập sang chấn. Tức là chúng ta làm sao để cho cái sang chấn đấy nó không tác động đến bệnh nhân nữa, rồi là ngăn chặn cả cái cơn để làm tâm lý liệu pháp và biết chấp nhận cả cái sự kiện, rồi là tái tạo niềm tin cho người bệnh. Và cả cái thuốc thì chúng ta cũng sử dụng thuốc chống lo âu và điều trị rối loạn giấc ngủ ngắn ngày như là diazepam chống lo âu hay là giải lo âu hay là
nhóm bình thần, anprazolam này, nitrazepam chẳng hạn, thì nó đều là cái nhóm này cả. Thuốc tăng cường thể trạng, nâng cao sức đề kháng, rồi thuốc chống trầm cảm thì đều có thể sử dụng. Và thực ra là chúng ta vẫn sử dụng giải lo âu, chống trầm cảm, mà đôi khi phải dùng cả các cái thuốc an thần, tức là vẫn là cái bộ ba chống trầm cảm, giải lo âu và an thần trong rất nhiều cái bệnh lý. Nhưng mà vấn đề phối hợp cả cái thuốc như thế nào thì là chúng ta tùy từng cái bệnh nhân cụ thể, tùy cái lâm sàng để chúng ta lựa chọn. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai, là phản ứng rối loạn stress sau sang chấn. Bây giờ chúng ta sang cái mục thứ ba là các cái rối loạn sự thích ứng. Thế thì chúng ta hiểu cái này là gì? Là một cái trạng thái đau khổ chủ quan và rối loạn cảm xúc. Đau khổ chủ quan và rối loạn cảm xúc thường gây trở ngại cho hoạt động xã hội và hiệu suất lao động. Gây trở ngại cho hoạt động xã hội và hiệu suất lao động. Tác nhân gây stress thì ảnh hưởng lên cái sự toàn vẹn các cái mối quan hệ xã hội. Tác nhân gây stress ảnh hưởng lên sự toàn vẹn các cái mối quan hệ xã hội. Rồi là stress nó đụng chạm đến cá nhân, đến nhóm và đến cộng đồng. Rồi tố bẩm của cá thể, tức là những cái yếu tố cá thể nó đóng vai trò nhất định trong cái nguy cơ mắc bệnh. Tố bẩm cá thể đóng vai trò nhất định trong cái nguy cơ mắc bệnh. Thì đấy là về chúng ta hiểu một chút về cái khái niệm rối loạn sự thích ứng là như vậy. Về lâm sàng thì nó có những cái biểu hiện gì? Là các cái rối loạn về khí sắc xuất hiện trong vòng 1 tháng sau khi xảy ra cái sự kiện gây stress và kéo dài không qua 6 tháng. Bệnh nhân có biểu hiện là buồn rầu, lo lắng, cảm giác không có khả năng đối phó, dự định trước hoặc là tiếp tục hoàn cảnh thực tại. Không có khả năng để mà đối phó, dự định trước hoặc là tiếp tục cái hoàn cảnh thực tại. Rồi giảm sút có mức độ hiệu quả công việc và thói quen hàng ngày. Không phải là giảm sút hoàn toàn, mà giảm sút có một cái mức độ, cái hiệu quả công việc và thói quen hàng ngày. Rồi cảm xúc dễ bùng nổ và có thể xuất hiện. Trẻ em thì nó xuất hiện cái hành vi chống xã hội nhưng mà không đặc hiệu. Rồi các cái triệu chứng trầm cảm hay là trầm cảm lo âu trong cái rối loạn sự thích ứng thì gồm cái gì? Trầm cảm hoặc là trầm cảm lo âu trong cái rối loạn sự thích ứng thì là nó có cái phản ứng trầm cảm ngắn, tức là cái thời gian dưới 1 tháng và kéo dài thì không quá 2 năm. Thì đấy là phản ứng trầm cảm ngắn. Rồi là có cái phản ứng hỗn hợp lo âu trầm cảm. Hôm trước chúng ta cũng đã nói rồi, trong lo âu thì có trầm cảm, trong trầm cảm lo âu. Lúc nào mà lo âu với trầm cảm nó tương đương nhau thì người ta gọi đấy là hỗn hợp lo âu trầm cảm. Rồi phản ứng với các cái rối loạn cảm xúc khác chiếm ưu thế. Phản ứng với các cái rối loạn hành vi chiếm ưu thế. Phản ứng với các cái triệu chứng ưu thế biệt định khác. Các cái triệu chứng ưu thế khác. Thì đấy là cái lâm sàng của cái rối loạn sự thích ứng. Thầy cũng đã gặp một cái bệnh nhân, rất là nhiều bệnh nhân, nhưng có một cái bệnh nhân nhớ mãi là một cái cô lấy chồng. Cuộc sống của vợ chồng rất là hạnh phúc, được nhà chồng rất là yêu quý. Thế là mấy năm đầu lấy nhau thì là ở cách xa bố mẹ chồng. Thế sau đó thì là chuyển về hai vợ chồng đưa con về ở cùng với bố mẹ chồng. Thì là nhằm mục đích là chăm lo cho bố mẹ chồng thôi. Nhưng mà cái mối quan hệ thì vẫn tốt đẹp. Thế nhưng mà cô này thì luôn luôn lo lắng rằng là mình về đây thì ở thì không đáp ứng được. Cái đòi hỏi, tức là phải là con dâu hiền thảo như đấy nhá. Rồi là không chăm sóc, không phục vụ được bố mẹ chồng cho đầy đủ. Thế là cứ lo lắng như thế. Dần dần là nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Rồi có buồn rầu, có lo lắng. Cứ lo lắng là mình sẽ không làm tốt cái chức trách của người con dâu trong gia đình. Và nó ảnh hưởng. Ảnh hưởng đến cái khả năng làm việc và cả cái sinh hoạt hàng ngày.
Thì sau đấy thì là được vào nhập viện và khoa của thầy điều trị, rồi sau đấy về thì là ổn định, thì có thể có những cái trường hợp như vậy. Bây giờ chúng ta sang cái chẩn đoán. Thế thì chẩn đoán căn cứ vào các cái đặc điểm là có các cái yếu tố gây sang chấn trong vòng 3 tháng trước đó và các cái rối loạn cảm xúc và hành vi có liên quan với stress. Các cái rối loạn cảm xúc và hành vi có liên quan với stress. Rồi yếu tố nhân cách và tiền sử của bệnh nhân. Thì đấy là một số cái đặc điểm để chúng ta nghĩ đến cái chẩn đoán là rối loạn sự thích ứng. Thế còn về điều trị thì chúng ta có thể dùng các cái thuốc điều trị rối loạn giấc ngủ, rồi là thuốc bình thần nhóm benzodiazepine, nó cũng giống như các cái rối loạn trước, là cái nhóm bình thần, nhóm giải lo âu, tranquilizant, rồi các cái thuốc chống trầm cảm. Đây là lúc nãy chưa giới thiệu cái tiêu chuẩn chẩn đoán theo ICD-10. Thì thầy nói lại, chốt là chẩn đoán thì phụ thuộc vào cái sự đánh giá mối quan hệ hình thái, nội dung và mức độ trầm trọng của các triệu chứng, rồi tiền sử và nhân cách, rồi sự kiện hoàn cảnh gây stress hoặc là khủng hoảng trong đời sống. Thì là có một số cái điểm như thế. Điều trị thì là điều trị rối loạn giấc ngủ, bình thần, nhóm benzodiazepine, rồi thuốc chống lo âu trầm cảm, rồi thuốc tăng cường thể trạng, nâng cao sức đề kháng như là các cái vitamin. Tăng cường thể trạng, nâng cao sức đề kháng như là vitamin. Rồi cách ly với môi trường gây stress. Sử dụng liệu pháp tâm lý cá nhân hoặc là kết hợp với liệu pháp gia đình, tức là tâm lý gia đình. Thì đấy là cái điều trị giới thiệu một cách chung chung như vậy. Thế còn cái bài của chúng ta thì đến đây là hết. Thế còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta phải tự đọc của trong tài liệu ấy. Nhiều cái vấn đề chúng ta phải tự đọc. Ví dụ như là các cái rối loạn phân ly, thì tổ chức y tế người ta giới thiệu, bây giờ thầy giới thiệu một số vấn đề để sau này chúng ta tự đọc nhá. Cái bài thì của chúng ta thì đã hết rồi. Cái thuật ngữ phân ly được tổ chức y tế thế giới dùng trong cái phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10, nó thay thế cho cái cụm từ là hysteria. Hysteria là cái từ nó xuất phát từ cái chỗ là bệnh tử cung. Vì trước đây là hầu hết là nữ bị bệnh, cho nên người ta nghĩ rằng cái bệnh này là do cả cái vấn đề của phụ nữ, cho nên người ta gọi đấy là bệnh tử cung. Nhưng mà sau đó thì thấy rằng là không chỉ phụ nữ mà nam giới cũng bị, cho nên người ta dùng cả cái từ khác. Và cái từ bây giờ được lựa chọn để sử dụng là rối loạn phân ly. Phân ly tức là có cái sự phân ly giữa các cái triệu chứng lâm sàng và các cái tổn thương thực thể, nó không tương xứng với nhau. Cái nguyên nhân của nó thì cũng là cả cái chấn thương tâm lý hoặc là cả cái hoàn cảnh xung đột. Và cả cái chấn thương tâm lý đó cũng là những cái chấn thương mạnh. Ví dụ như là tức giận quá mức, rồi là thất vọng nặng nề. Các cái rối loạn này thường phát sinh một thời gian ngắn sau khi bị chấn thương. Thì là của nó tài liệu. Bây giờ thầy giới thiệu một số cái rối loạn phân ly. Theo ICD-10 thì là có một số cái rối loạn, ví dụ như là quên phân ly, bỏ chạy phân ly, rồi là sững sờ phân ly, tự nhiên là đứng sững sờ bất động, rối loạn sở hữu một phần hoặc là toàn bộ cơ thể, rồi rối loạn phân ly vận động và cảm giác, rối loạn phân ly vận động ví dụ như là liệt một tay một chân hoặc là liệt nửa người. Nó theo không theo cả cái vị trí, theo cả cái phân bố của thần kinh. Rồi là những cái cơn co giật phân ly mà chúng ta hay phải chẩn đoán phân biệt với các cái cơn động kinh.
động kinh cơn lớn hoặc là cả cái động kinh co giật, rồi là cả cái rối loạn phân ly hỗn hợp, rồi cả cái rối loạn phân ly khác, ví dụ như là hội chứng gan sơ, rồi là đa nhân cách, vân vân. Thế có nhiều cái biểu hiện, ví dụ như là cơn co giật phân ly hay là vật vã phân ly, rồi cơn kích động cảm xúc phân ly, cơn ngất lịm phân ly, cơn ngủ phân ly, thì rất là nhiều cái rối loạn. Và chúng ta đọc cuốn này về phần cả cái giác quan thì chúng ta có thể gặp là mù phân ly, tức là không có tổn thương về thị giác, không có tổn thương về thị lực, nhưng mà bệnh nhân mù không nhìn thấy cái gì, rồi là điếc, người ta không nghe thấy cái gì cả, mặc dù là tiền đình ốc tai không có ảnh hưởng gì hết, rồi mất vị giác và khứu giác phân ly. Thế trong cái bệnh COVID thì người ta cũng mất vị giác khứu giác, thì cái này là phân ly hay là thực tổn? Thì mất khứu giác vị giác ở trong cái COVID thì là phân ly hay là thực tổn? Thầy Nhung, là tổn. À, Trương Minh Khá. Dạ, thực tổn đấy là thực tổn mà. Đúng rồi, nó tổn thương não. Như vậy chúng ta đã nói rồi, nó tổn thương cả cái trung khu, nó liên quan đến khứu giác và vị giác. Rồi là cả cái thực vật biểu hiện bằng thực vật nội tạng, như là cơn lạnh run, cơn nóng bừng, cơn đau vùng trước tim, cơn đau bụng, cơn khó thở, vân vân. Bây giờ có một cái bệnh nhân bị đau bụng thì có thể là chúng ta gặp những cái tình huống nào? Một là các cái bệnh lý cơ thể nó gây đau bụng rất là nhiều, chúng ta đi qua các khoa chúng ta thấy rằng cái vùng bụng có nhiều cái tạng, nhiều cái phủ tạng nó có thể gây đau, rất là nhiều vấn đề. Thứ hai là có thể là có những cái biểu hiện về thực vật nội tạng phân ly, nó đau nhưng mà không có tổn thương. Thế còn có một cái loại đau nữa chúng ta cũng có thể gặp, không phải là do tổn thương ở cái vùng bụng, cũng không phải là do rối loạn phân ly. Có ai biết được nó là cái đau gì không? Cái đau bụng gì mà một số thầy hay nói là uống gác đê nan thì nó khỏi? Có ai biết không? Nguyễn Thị Nhung. Trần Quỳnh Thư. Thư đâu? Dạ, em chưa biết ạ. Chưa biết à? Ừ. Đấy là động kinh, những cái cơn động kinh thực vật nội tạng. Ví dụ như có những cái đứa trẻ nó đau bụng, nó lăn lộn một vài phút rồi nó hết. Ừ. Chúng ta khám bụng không phát hiện được bất cứ một cái tổn thương nào. Bệnh nhân cũng không có rối loạn stress, cũng có một cái vấn đề để chúng ta nghĩ đến cái rối loạn phân ly hay là các cái đau khác. Thế thì một cái mà chúng ta cần lưu ý là động kinh. Thì rất là nhiều cái tình huống, nhưng mà cái mà có thể gặp là chúng ta lưu ý như vậy. Rồi các cái cơn phân ly biểu hiện bằng cái rối loạn tâm thần, ví dụ như là cơn trốn nhà phân ly, rồi quên phân ly, rối loạn cảm xúc phân ly, rối loạn tư duy và ngôn ngữ phân ly, vân vân. Thì đây thầy chỉ giới thiệu qua, chúng ta đọc ở trong đấy. Điều trị dự phòng thì cái này là ám thị là chính, liệu pháp tâm lý là chính. Thế còn sử dụng thuốc thì người ta khuyên là phải hạn chế, vì có thể là dễ gây ra các cái tình trạng phụ thuộc thuốc. Tâm lý thì ở cái khoa thầy có cái liệu pháp gọi là tâm lý có vũ trang, tức là gì? Sử dụng các cái liệu pháp tâm lý, động viên, giải thích, thuyết phục, giải thích hợp lý, vân vân. Rồi kết hợp với cái liệu pháp sốc điện, gọi là có vũ trang, thì cũng giải quyết được nhiều. Nhưng mà cái này thì là thế giới thì người ta không sử dụng cái liệu pháp này. Chỉ có Việt Nam và cũng chỉ có tại 103 làm. Những cái bệnh nhân mù phân ly, điếc phân ly, liệt phân ly, rất là nhiều cái rối loạn, phải sử dụng nhiều cái liệu pháp mạnh như thế thì mới giải quyết được.
thì đấy là cái rối loạn phân ly. Thầy giới thiệu nhanh. Rồi rối loạn dạng cơ thể. Rối loạn dạng cơ thể thì là mới được chấp nhận rộng rãi thay cho các cái khái niệm như là rối loạn cơ thể hóa, rồi tâm căn nghi bệnh, các rối loạn chức năng sinh lý có nguồn gốc tâm thần, vân vân. Cái này là một cái rối loạn đa dạng và nó biểu hiện chủ yếu bằng các cái triệu chứng cơ thể. Đặc điểm lâm sàng của nó thì là nó thể hiện cái sự tái diễn các cái triệu chứng của một cái bệnh cơ thể nào đó cùng với những cái yêu cầu dai dẳng về khám và chữa bệnh. Tức là nó có triệu chứng của một cái bệnh lý nào đó và kèm theo đó là một cái yêu cầu dai dẳng về khám chữa bệnh. Người ta khám đi khám lại nhiều lần, bác sĩ nói là không có vấn đề gì nhưng mà người ta không tin. Người cứ tiếp tục yêu cầu được khám, được xét nghiệm, được làm các cái thủ thuật để chẩn đoán, vân vân. Chúng ta không thể giải thích thuyết phục được và cái này nó kéo dài. Thì đấy là cái rối loạn dạng cơ thể chúng ta cũng đọc ở trong tài liệu cũng có rồi. Các cái thể lâm sàng thì là có nhiều thể. Ví dụ như rối loạn dạng cơ thể không biệt định. Chẩn đoán rối loạn dạng cơ thể không biệt định là có một hay nhiều cái cơn rối loạn cơ thể bền vững từ 6 tháng trở lên. Ví dụ như thế. Rồi là có cái biểu hiện đau tâm căn, có một cái cảm giác đau, đau rõ rệt, đau rất là khó chịu, thậm chí là đau dữ dội, nhưng mà không tìm thấy cái căn nguyên nào về thực tổn, gọi là đau tâm căn. Rồi cả cái rối loạn nghi bệnh, bệnh nhân nghi bệnh, nghi ngờ mình mắc một cái bệnh nào đó. Rồi rối loạn chức năng thần kinh thực vật dạng cơ thể. Thì đấy là một số cái thể lâm sàng hay gặp. Thì chúng ta cũng đọc của nó tài liệu. Thì đấy là một số cái vấn đề mà nó liên quan đến rối loạn stress. Thì là ngoài cái bài trình bày cũng nói rất là nhanh, thì thầy nói thêm cái rối loạn phân ly và rối loạn dạng cơ thể để chúng ta đọc của nó tài liệu. Thầy muốn các em đọc để mở rộng thêm. Nhưng thứ hai nữa là trong cái 150 câu hỏi có thể có những cái câu hỏi ở các cái phần này. Cho nên là chúng ta phải học. Bây giờ có ai có ý kiến gì không? Có ai có ý kiến gì hỏi không? Nguyễn Ngọc Tiến. Tiến đâu? Có ý kiến gì không? Dạ em không có ý kiến gì thầy ạ. Võ Hồng Trí. Dạ thưa thầy em không có ý kiến gì ạ. Bùi Lý Tưởng. Dạ thưa thầy em cũng không ạ. Nguyễn Thị Vi. Em cũng không thầy ơi. Cũng không à? Dạ. Tăng Trung Quế Anh. Dạ thưa thầy cho em hỏi là hồi sáng em học cái môn tâm lý á, xong rồi em không biết là tâm lý với tâm thần là nó có liên quan như thế nào ha thầy. Như một người mà khi mà họ giết người á, xong cái họ luôn trong trạng thái lo lắng hoảng sợ hoặc ám ảnh gì đó, thì cái đó là không biết là nó có ảnh hưởng đến tâm thần hay tâm lý hay sao thầy. Thầy giải thích rõ giùm em ạ. Cái tâm thần và tâm lý thì nó liên quan chặt chẽ với nhau rồi. Chúng ta muốn hiểu được cái tâm thần, tâm lý là cái cơ sở của tâm thần. Chúng ta muốn biết được cả cái rối loạn tâm thần như thế nào thì trên cơ sở thì chúng ta phải tìm hiểu cả cái hoạt động của tâm lý của người bình thường nó như thế nào. Thế thì một cái người mà giết người xong đây đấy, người ta lo lắng, người ta hoảng sợ thì đúng là vấn đề tâm lý rồi. Tâm lý. Và nó nặng lên thì là nó có thể là trở thành bệnh lý. Thì cái bài hôm nay chúng ta học là về những cái vấn đề đó. Cái giết người, anh gây ra một cái tình trạng vô cùng nguy hiểm. Giết người mà. Cái bản thân cái hành động đấy là đã đem lại cho người ta một cái sợ hãi, một cái hoảng sợ rồi. Nhất là không phải là kẻ thù, không phải là ngoài chiến trường. Thứ hai là người ta sợ pháp luật. Cho nên người ta
ăn năn hối hận rồi là lo lắng hoảng sợ thì là có thể xảy ra. Đặc biệt là những cái trường hợp mà người ta vô tình làm chết người chẳng hạn thì người ta càng hoảng sợ. Thế rồi có nhiều người là cố tình giết người nhưng mà sau khi giết người thì cũng hoảng sợ. Thì là nó có thể có các cái biểu hiện mà chúng ta vừa nghiên cứu. Phản ứng stress cấp hoặc là những cái phản lý ứng tâm lý nó thông thường cũng có thể có ở một cái mức độ nào đấy. Thế còn có nhiều người thì người ta vẫn bình thường. Giết người xong rồi bình thản, không lo lắng, không sợ hãi gì cả. Rồi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rồi đến công an đầu thú. Không có một cái gì. Thì cái phản ứng tâm lý nó nặng nề lên thì nó sẽ trở thành các cái bệnh lý. Thế thì tâm thần là gì? Là các cái hoạt động, các cái chức năng tâm thần, ví dụ như là tư duy, chú ý, trí nhớ, vân vân. Thì lúc mà nó rối loạn thì nó trở thành các cái bệnh lý tâm thần. Thì vì một cái nguyên nhân gì đấy mà nó dẫn đến các cái rối loạn của các cái chức năng này thì đấy là các cái biểu hiện của cái rối loạn. Thì là nói một cách nó sơ bộ là như thế. Thế nào của anh? Dạ anh cảm ơn thầy ạ. Hồ Ngọc Vân Anh. Dạ thưa thầy em không có ý kiến gì ạ. Lê Xuân Bách. Dạ thưa thầy em không có ý kiến gì ạ. Thế học mấy bài rồi có thắc mắc gì không? Thầy ơi, tại sao mà cái trầm cảm đó thầy thường mà hay vô những người trẻ tuổi, lại đa số người ta hay mất ngủ kéo dài á, sau đó là trước khi mà ta đi điều trị tây y á, là người ta hay đi uống mấy cái bài thuốc đông y á. Thấy cũng ổn, cũng đỡ. Thì thầy thấy cái hiệu quả của cái đó nó cũng có tốt không thầy? Cũng tốt. Bởi vì như thế này, không chỉ người trẻ rối loạn giấc ngủ mà đối tượng nào nó cũng có thể rối loạn giấc ngủ. Theo ICD-10 thì nói rằng là trầm cảm thì là có rối loạn giấc ngủ theo kiểu là mất ngủ, khó vào giấc ngủ, hay thức giấc hay dậy sớm, chất lượng giấc ngủ không tốt, vân vân. Nhưng mà theo DSM-4, DSM-5 thì người ta nói là rối loạn giấc ngủ, sleep disorder. Tức là có thể là ngủ ít hoặc là ngủ nhiều. Cho nên là cái rối loạn giấc ngủ theo cái kiểu như em nói thì là nó chiếm đến 80-90%, 90%. Thế còn ngủ nhiều thì nó ít thôi. Thì đấy là thứ nhất là cái rối loạn giấc ngủ. Và nó thường gặp ở trong cái trầm cảm. Rối loạn giấc ngủ là một cái triệu chứng thường gặp. Trong 7 cái triệu chứng hay gặp đấy thì là cái này cũng rất là thường gặp. Tỷ lệ nó cũng khá là cao. Thế thì tại sao điều trị bằng đông y nó lại khỏi? Có thể là cái thuốc đông y đấy nó cũng có tác dụng gây ngủ. Nhiều cái thứ nó gây ngủ chúng ta biết rồi. Lá vông chẳng hạn, rồi là một số cái tâm sen, rồi là nhiều thứ lắm. Nó có thể gây ngủ. Đông y. Cho nên là nó có thể tác dụng tốt. Thứ hai nữa là điều trị trầm cảm thì là phải sử dụng thuốc chống trầm cảm. Nhưng mà không nhất thiết. Những cái trường hợp nhẹ thì có thể là tự nó khỏi. Hoặc là liệu pháp tâm lý nó cũng khỏi. Bây giờ bên Tây người ta thích là không dùng thuốc. Cho nên người ta tìm là cái liệu pháp gì đó mà không dùng thuốc. Thế thì cái trầm cảm nhẹ hoặc là trầm cảm vừa người ta sử dụng là cái liệu pháp tâm lý, ví dụ như là liệu pháp nhận thức hành vi. Thế thì là sử dụng thuốc đông y, một là nó có tác dụng thật sự gây ngủ, nhưng mà mặt khác thì là nó cũng như là một cái liệu pháp tâm lý được dùng thuốc. Thứ hai nữa là những cái trầm cảm mà giai đoạn đầu ấy thì hầu hết là người ta không điều trị. Người ta bị mất ngủ, người ta mệt mỏi, người ta buồn chán một vài tuần. Cái một tuần thì chưa gọi là trầm cảm. Rồi sau đấy nó tự hết. Cho thuốc gì nó cũng hết. Vitamin B1, B6,
hay là thuốc gì cũng được. Rồi có người thì là bảo là đi nghỉ ngơi rồi đi du lịch, hay là có người thì bảo là tự mình trấn tĩnh thì nó sẽ khỏi thôi, cần gì phải điều trị cái gì đâu. Tất cả những cái đấy nó có thể có tác dụng, nhưng mà cái chính là bản thân của cái trầm cảm ấy nó chỉ kéo dài trong vòng vài tuần thôi rồi nó tự hết, cho nên điều trị thuốc gì chả được. Cho nên thầy hay nói rằng có nhiều người tự nhận cái thành tích điều trị về mình nha, cũng có cái biểu hiện là cũng cũng có cái ý tức là khen người ta giỏi đấy, điều trị được khỏi cho bệnh nhân, nhưng mà mặt khác nó cũng có một cái tác hại, tức là anh cứ nói như thế là những cái người mà người ta bị tái phát, người ta bị nặng hơn, nó bị kéo dài hơn, người ta không chịu điều trị. Hy vọng rằng là dùng vitamin B1 hoặc là đi du lịch hoặc là thỏa mãn một vài cái yêu cầu nào đấy nó khỏi bệnh. Hiếm lắm, nó bị nặng bị kéo dài thì phải dùng thuốc, phải dùng thuốc mạnh, thậm chí phải làm sốc điện thì mới có thể thoát được những cái trường hợp mà nó nặng rồi, là nó có thể nguy hiểm đến tính mạng, có thể có hành vi tự sát. Hành vi tự sát thì cả cái mức độ trầm cảm nó đều có chứ không riêng gì mức độ nặng. Cho nên là cái nhận tích thành tích, nhận vỡ thành tích cho mình thì cũng có cái tốt, nhưng mà cái mặt khác là lúc nào anh cũng cho rằng là chỉ cần như thế là nó khỏi bệnh thì sẽ là ngăn cản cái việc điều trị của bệnh nhân. Thì đấy là nhấn cái câu hỏi của anh Đức thì là thầy nói như thế. Đức thấy thế nào? Dạ vâng ạ. Rồi. Còn ai nữa? Buôn đi à? Dạ, chưa có ý kiến gì thầy ơi. Không có ý kiến gì à? Thầy ơi, cho em hỏi. Thư à? Dạ, thầy ơi, cho em hỏi là tại sao cái người mà họ bị trầm cảm á thầy, họ bị mất ngủ, tức là có khi một ngày họ chỉ ngủ có 1 đến 2 tiếng thôi thầy. Ví dụ như cái tức là họ họ rất là khó ngủ, ví dụ như là đại loại là phải tìm cái gì đó để mới ngủ được, mà khi ngủ mà lỡ mà thức dậy giữa chân nữa thầy là coi như thức cho tới sáng luôn, và có khi một ngày chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng thôi, và cái thời và cái tình trạng nó kéo dài rất là lâu, và người ta cũng không không tức là không có cảm thấy mệt, tức là người ta bị trầm cảm đến mức đó không cảm thấy mệt, và nhiều khi cũng không thấy đói luôn, người thì vẫn sẽ bị gầy tại vì mình thức quá nhiều với lại không ăn gì á. Thì thầy giải thích giùm em được không thầy? Cái đấy thì đúng rồi, người ta khó ngủ, khó vào giấc ngủ hay thức giấc, và thức giấc thì khó ngủ lại, khó vào lại giấc ngủ, cho nên là cái chuyện đấy là cái chuyện cũng là phổ biến, cũng là thường gặp thôi. Và thường thì trầm cảm thì nó có mệt, ít khi mà lại trầm cảm mà không mệt. Cái tỷ lệ cái triệu chứng mệt mỏi ở người bệnh trầm cảm nó có cái tỷ lệ rất là cao, nhiều cái nghiên cứu thống kê thì ít nhất cũng phải 70-80%, có những cái trường hợp nó lên đến 90, 95, thậm chí là 100%. Cho nên nói rằng là mất ngủ thường xuyên mà không mệt thì chắc là không phải trầm cảm. Mà nó là vấn đề gì thì là chúng ta phải tìm hiểu thêm. Chắc chắn là ít nhiều phải có mệt. Thế còn nhiều người nó bị trầm cảm thì là không muốn ăn, chán ăn, không thiết tha gì ăn uống cả. Thì cái đấy cũng đúng nhá. Trong cái DSM-4, DSM-5 của Mỹ thì là cái rối loạn ăn uống cũng giống như rối loạn giấc ngủ, người ta không nói là ăn kém, không nói như là ICD-10 là sút cân 5% trọng lượng cơ thể, mà DSM-4, DSM-5 người ta nói rằng là eating tức là có thể là ăn ít, có thể là ăn nhiều, rồi là cái ham muốn tình dục cũng thế, có thể là giảm, có thể tăng, chứ không phải là luôn luôn giảm. Và cái ăn ít hoặc là ăn nhiều đó nó dẫn đến cái tình trạng là change body weight, thay đổi cái trọng lượng cơ thể, up to 5% đấy, per month, tức là cái thay đổi trọng lượng cơ thể nó có thể đến 5% trọng lượng cơ thể bị thay đổi trong vòng 1 tháng, tức là có thể là weight loss hoặc là weight again. Thì đấy là cái rối loạn giấc ngủ mà của Quỳnh Thư hỏi, thì là nó thấy nó nằm trong
ba cái vấn đề mà người ta có thể là nó hai chiều, vừa tăng vừa giảm, nhưng hầu hết là giảm. Được chưa Quỳnh Thư? Dạ em cảm ơn thầy ạ. Nào cuối cùng mời lớp trưởng. Dạ em hỏi thầy, là mình COVID mình mất ăn mất mùi mất vị thì cái hồi phục đó có nó mai sau nó có ảnh hưởng không thầy, ảnh hưởng nhiều lắm không? Nó có thể là hồi phục, chúng ta dùng cả cái thuốc tăng cường tuần hoàn não rồi cả cái thuốc ví dụ như B6 chẳng hạn, rồi là cả cái thuốc tăng cường dẫn truyền thần kinh như là Nivalin chẳng hạn thì nó có thể hồi phục, và hầu hết thì nó cũng tự hồi phục mà. Tất nhiên là có thể có những cái trường hợp nặng thì nó kéo dài. Thế này thì thầy cũng gặp ít cho nên là cũng không có nhiều kinh nghiệm về cái vấn đề này. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là hầu hết là nó hồi phục. Cảm ơn thầy. Vâng. Còn gì nữa không? Dạ. Không ai có ý kiến gì nữa là chúng ta. À, ai đấy? Ai vừa có ý kiến gì đấy? Thầy ơi. Thầy. Có đây. Thầy có thể cho em hỏi ngoài bài đúng không thầy? Được rồi, cứ hỏi cái gì cũng được. Dạ. Em muốn hỏi thầy là theo thầy á thì thầy có tin là có thế giới bên kia không thầy? Cái đấy thì thầy không biết được, nhưng mà theo nhiều người thì có nhá. Người ta hay nói đùa là cái vấn đề đấy thì là dân bảo có, đảng bảo không, mà các nhà khoa học đang nghiên cứu. Yeah. Em nghe được không? Dạ. Yeah. Tại vì người dân thì bảo có mà đảng thì bảo không, còn các nhà khoa học thì đang nghiên cứu. Thế theo thầy là thầy có không thầy? Thầy 50-50 thầy không biết được. Dạ. Yeah. Tại vì lúc trước thì em cũng không có hiểu về cái vụ đó, nhưng mà kiểu như mình tin cũng không tin, nhưng mà phản bác là cũng không á thầy. Thì từ khi em gặp một cái trường hợp ngay cái bản thân em á, nên em nghĩ là có. Thầy thì theo quan điểm của thầy, tức là cái người chủ nhiệm đầu tiên ấy của thầy khi thầy về viện ấy, thì là ông ấy nói là không có ma, ông không tin. Nhưng mà những cái gia đình bệnh nhân mà cứ ngày rằm với mùng 1 để xin đón bệnh nhân về thăm nhà ấy, thì thầy đồng ý cho về. Thế thầy nói rằng là người ta về mùng 1 với rằm là chắc là người ta đi cúng, đi lễ, đi chùa gì đấy. Thôi thì cứ để cho người ta đi, người ta làm được thỏa mãn, thì nó hỗ trợ cho cái việc điều trị. Tức là thầy không nói là có ma hay không có ma, nhưng mà thầy bảo là người ta muốn đi làm thì cho người ta đi làm cho nó thoải mái. Thầy nói là không có, nhưng mà thầy đồng ý cho bệnh nhân, cho người nhà bệnh nhân đón bệnh nhân đi. Thì đấy là cái cách thôi, chứ còn thì thầy cũng biết được nhiều cái tài liệu nó nói những cái sự việc này, những cái sự việc kia, thì có vẻ như là có đấy, nhưng mà mình không biết. Bây giờ chưa, những cái sách báo chính thống chưa nói những cái chuyện đấy. Việt Nam chúng ta có một cái hội để nghiên cứu về tiềm năng con người. Nghiên cứu về tiềm năng con người. Ví dụ như là cái chuyện đi tìm mộ liệt sĩ chẳng hạn. Có những cái người người ta có thể đi tìm được bằng cách là những cái người đó, những cái người liệt sĩ đó nhập vào ai đó. Ví dụ như là chúng ta đã hôm trước cũng nói đến là cái tình trạng là bị xâm nhập. Người nào đó hoặc là một cái thần linh ma quỷ gì đó, hoặc là một cái linh hồn nào đấy nhập vào người, rồi là người ta thể hiện cái tính cách của cái con người đó và dẫn gia đình đi tìm mộ, ví dụ như thế. Hoặc là có cái hiện tượng gọi là ngồi đông, hầu đông, tức là người ta làm cái lễ để làm sao để cho cái hồn của ai đó nhập vào cái người ngồi đông, cái người hầu đông ấy, rồi là lên để phán xét những cái chuyện nọ chuyện kia. Thế thì đấy là một cái phong tục, cái tập quán, cái tín ngưỡng của người Việt Nam như thế. Thế thì không biết là có đúng hay không đúng. Thì là những cái đấy thì là khoa học nó nghiên cứu. Chưa có một cái gì, nhưng mà có một cái luận văn thạc sĩ viết về cái vấn đề này.
tức là cái việc ngồi đồng hay là hầu đồng của Việt Nam. Sau này thì cũng có rất là nhiều người quan tâm đến cái luận ván của anh này. Thế nhưng mà thì cũng đến thế thôi, chứ còn thì chúng ta cũng không khẳng định được cái gì cả. Nhưng bây giờ không còn ai có ý kiến gì nữa thì là chúng ta dừng ở đây và xin mời thầy Đại với các em kiểm tra cái câu hỏi cuối bài. Xin cảm ơn thầy Đại, cảm ơn các em. Dạ, xin chào thầy. Em chào thầy. Em hỏi. Rồi, cảm